Một mùa thu gió xem loa thì các bác xem là anh em đang ghép âm ly gì. Hôm nay thì clip này giới thiệu cho các bác cặp loa này này. Và cái âm ly em đang ghép là Underlong 780D công suất 216W đó. Thì anh em nhìn những cái chiếc âm ly em đang quay cho các bác thì rất là đẹp, bởi vì đã vệ sinh rồi. Đấy. Và cái cặp loa hôm nay quay thì bây giờ sẽ nguồn phát từ iPad nha các bác nhé. Cặp loa quay đây, quay cho các bác đây. Các bác xem đây, đó là nguyên mộc về nhé, nó sẽ như này. Đấy. Như đôi này là đẹp, đôi này nó chỉ bụi thôi. Đấy, như này là đẹp, vệ sinh thì nó rất là nhạt. Và cái cặp loa này thì cái cấu hình nó rất là khủng, bát 40. Sở dĩ em ghép bởi 780D để cho các bác thấy là những cái cặp loa Xiao Vi Mega ấy, thường là những cái cặp loa độ nhạy rất là tốt, cho nên là rất là dễ chơi. Cặp này độ nhạy nó đến 104 dB các bác nhé. Và em nói chia sẻ các bác là cái công suất của nó đến 800W một chiếc. Bởi vì em này sở hữu bát 40, chung kèn, tép kèn nữa. Cặp loa Xiao Vi Mega V150 thì đời thấp hơn 153 các bác nhé. Made in như bên đây nhé. Tèm nó che bên đây. Em này thì cái cấu hình này thì sẽ dành cho những cái không gian thật là to. Các bác là muốn vừa nghe nhạc vừa hát hay đấy, thì nghiên cứu cặp này. Cách đây khoảng mấy tháng thì những cái cặp này giao lưu toàn trên 20 triệu hết. Tuy nhiên lô này về giá rất là tốt cho các bác nhé. Giao lưu các bác cặp này có 17 triệu 8 thôi. 17 triệu 800 nghìn. Cho một cặp loa bát 40, gần xếp, trùng kèn lớn, tép kèn. Dòng này thì bát là dư luôn. Với không gian khoảng 450m thì anh em chỉ cần chơi cặp này, không cần súp nữa. Anh em nhìn khoảng hờ đằng sau, đấy là phần thoát hơi. Cặp này về rất là đẹp. Cái này nhìn anh em thợ này nhìn sẽ biết. Đấy, như này là sạch đẹp, anh em nhìn mang nhện. Này, origin là như này nhé. Thỉnh thoảng có những cái quạt cặp, những chiếc quay lên mọc cho anh em nhìn. Đó. Rất là dễ chơi nha, anh em có thể chơi âm ly này. Ví dụ như 780D em đang ghép này. Đấy, nó có 216W thôi. Anh em ghép vàng còn hát được. Còn anh em muốn chơi đẩy thì cũng có thể chơi thoải mái nhé. Chơi đẩy, chơi âm ly đều được hết. Loa là đẹp, nguyên zin hết. Đấy, anh em nhìn chưa? Cái clip này để anh em thấy là những cái đồ bãi nó về không phải lúc nào nó cũng đẹp ngay như anh em. Để anh em nhìn nhé. Giá quá tốt luôn, 17.8 cho một cặp loa Mỹ. Bát 40 này, trung kèn này, tép kèn này. Đấy, rẻ nhất Việt Nam luôn.
Kích thước của em này thì nó cao khoảng gần 70, còn bề ngang là khoảng là gần 50 nhé. Bề ngang gần 50, còn hậu của nó thì nhỏ hơn, hậu là ba mấy đó. Bởi vì nó thiết kế theo kiểu hình phễu để khuếch đại âm thanh về phía trước này. Hậu nhỏ, còn mặt tiền thì to. Các bác quan tâm cặp này thì liên hệ số nha. Cảm ơn các bác.